Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Cross các phiên bản ở thời điểm tháng 7 năm 2023 này. Thì Toyota Cross thì được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và đều được lắp ráp nguyên chiếc tại Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc về. Thì 3 phiên bản có giá lần lượt như sau. Phiên bản đầu tiên là phiên bản 1.8G trước mắt chúng ta đây, có giá niêm yết là 755 triệu và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 58 triệu tiền mặt, tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì về cái giá bên trên thì anh chị lăn bánh chiếc xe này thì cần giúp em khoảng 777 triệu là lăn bánh, còn trả góp thì chuẩn bị cho em khoảng tầm 230. Ngoài ra thì phiên bản tiếp theo, phiên bản V, phiên bản 1.8V, phiên bản xăng cao cấp thì có giá niêm yết là 860 triệu. Và thời điểm này thì bên em cũng giảm cho anh chị là 58 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện là trị giá 15 triệu. Thì với cái giá bên trên thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 893 triệu để lăn bánh, còn trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng 261 triệu. Phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất thì có giá niêm yết là 955 triệu, có nghĩa là bản xăng lái điện. Thì hiện tại thì bên em đang giảm cho phiên bản này cũng là 58 triệu tiền mặt. Thì với cái giá bên trên thì anh chị lăn bánh chuẩn bị cho em khoảng số tiền chưa đến 1 tỷ là 965 triệu để lăn bánh, còn trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng 208. Còn trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Cross 1.8G màu đỏ. Thì em xin phép là vừa rồi đã giới thiệu cho anh chị về cái giá bán của xe Cross. Thì em sẽ quay cho anh chị về thêm cái nội ngoại thất của chiếc xe Cross 1.8G màu đỏ này. Thì 1.8G thì khách hàng sẽ thường phân vân với 1.8V, hai phiên bản chênh nhau 100 triệu. Thì cũng nhiều anh chị phân vân, vấn đề không phải là tài chính nhưng mà vấn đề là làm sao nó phù hợp với cả cái nhu cầu của từng cá nhân. Thì phiên bản 1.8G này có động cơ khung gầm hộp số cũng như là tính năng an toàn về phanh giống như là phiên bản 1.8V. Tuy nhiên là phiên bản 1.8G sẽ có một số cái thua thiệt, và 100 triệu thì anh chị sẽ hai phiên bản nó sẽ khác nhau những gì. Thứ nhất là về phần đầu xe thì phiên bản 1.8G sẽ được trang bị là cụm đèn bi halogen, thì có nghĩa là vẫn là dùng đèn bi nhưng là đèn halogen. Còn phiên bản 1.8V cũng như 1.8HV thì sẽ được trang bị là bi LED. Ngoài ra thì ở xung quanh xe, phiên bản 1.8G đã lược bớt đi một số chi tiết mạ chrome ở đây, ở hốc giả. Tiếp theo nữa, một cái phiên bản 1.8V thì sẽ được trang bị là logo dạng 3D, đồng nghĩa với cả cụm chức năng Toyota Safety Sense, cảnh báo lệch làn đường này, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh cũng như là kiểm soát cái hành trình chủ động. Là cụm tính năng Toyota Safety Sense, tính năng đấy cũng gần như là cái tính năng có giá trị nhất trong cái cả hai phiên bản để khách hàng phân vân. Còn ngoài ra thì ở phần thân xe thì phiên bản 1.8G sẽ sử dụng là la răng dạng đúc, còn phiên bản 1.8V sẽ được sử dụng trang bị là dạng phay xước có kích thước là hơn 1 inch, là 18 inch, còn phiên bản này là 17 inch. Phần đuôi xe thì cũng lược bớt một số chi tiết trang trí mạ chrome. Còn đến phần nóc xe thì phiên bản cao cấp sẽ được trang bị là giá nóc cũng như là trang bị cửa sổ trời. Còn bên nội thất thì cả hai phiên bản đều được trang bị là hai tùy chọn về màu nội thất như nhau. Tuy nhiên là phiên bản cao cấp thì sẽ được sử dụng cái màn hình đa thông tin nào sẽ đẹp hơn này, có thêm một vài cái chức năng như là giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, điều chỉnh ở trên này. Còn cụm điều hòa phiên bản cao cấp sẽ được trang bị là điều hòa hai vùng tự động. Thì với nhu cầu của anh chị lựa chọn phiên bản nào, động cơ khung gầm hộp số, tính năng an toàn về phanh như nhau, khác nhau về tính năng hỗ trợ lái cũng như là một số option bên ngoài nội thất như là la răng ốp chrome trang trí, cửa sổ trời, thì anh chị lựa chọn phiên bản nào hợp với cả cái nhu cầu của mình. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán, trả góp cũng như là thông tin xe Toyota Cross. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về vấn đề khác thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.